Ok, hai xin chào, mình trở lại với channel của mình là Trung Nguyên đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Gata 5 Go Play tập 28 nha các bạn ơi. Bữa nay nhà buồn quá anh em ơi. Thấy Hiếu thằng anh Pha thấy cũng buồn buồn. Mà bây giờ mình có thằng Thăng một mình à. Không lẽ mình đi giải cứu nó. Chiếc xe ông qua thì đi bán luôn các bạn. Thật ra là mình đang thiếu bạc góp cho mình phố này các bạn ạ. À. Cái nhà này mình mua trả góp các bạn ơi, mình bán chiếc xe đó để mình đóng tiền nhà rồi anh em ơi. Cái nhà này mà không có tiền nữa thì chắc vài bữa nữa là xong luôn cái nhà này luôn rồi các bạn ơi. Mà bây giờ mình bán chiếc xe đó rồi thì không thể nào mà mình đem đi trả chiếc xe để chuộc anh Pha về được. Hiện tại trong nhà mình còn đúng chiếc quay các bạn ạ, à. Chiếc quay lõ. Ôi không, chiếc quay này không, chiếc quay công an thì cũng được đi. Nhưng mà nó không có giá trị kinh tế các bạn, nó không bán đâu ai dám mua mấy chiếc quay này. Bây giờ sao ta, giờ nhà buồn hiu vậy, anh em thì ly tán, thằng Ngộ Không thì đi rừng đi lẻ không mang chừng chị bị bắt hay gì các bạn ơi. Ngộ Không nó đi rừng mà nó còn không mang chừng chị nữa thì đúng là phế, bị bắt là đúng rồi. Còn Joker thì về quê thăm mẹ bị gì dưới luôn các bạn ơi, bị vợ bỏ bị trốn đâu luôn rồi. Đang còn đúng thằng anh Pha, thằng chí cốt của mình mà giờ nó bị bắt các bạn, mà mình lỡ mình bán xe đó nên mình trả tiền nhà rồi. Thôi chắc vô làm dắt kệ bà nó đi các bạn ơi. Đùa chứ. Bây giờ mình có một kế hoạch để mình giải cứu nó các bạn. Đây rồi. Sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Mình sẽ biến hình mới được à. Mình đã học được tuyệt chiêu mới các bạn. Sau qua bao nhiêu gian khổ thì mình đã học được một chiêu mới. Siêu. Hôm nay mình sẽ quyết định giải danh một anh FBI để mình qua mình giải cứu đó các bạn. À, mình sẽ đi vào hang cọp để mình giải cứu thằng bạn chí cốt của mình. Let's go các bạn ơi, lên đường ơi. Chúng ta không thể nào mà bỏ những người anh em của mình được. Mặc dù những người anh em của mình nó cũng cũng tào lao lắm rồi, nhưng mà vì hai chữ các bạn, sống vì tình cảm anh em ơi. Mặc dù mình sống vì vật chất, mình mới bán xe để mình trả tiền nhà, nhưng mà mình sau khi mình trả tiền nhà xong rồi mình đã suy nghĩ lại các bạn, mình phải giải cứu nó, dù gì nó cũng là người bạn duy nhất của mình cho thành phố này, quay qua mình giải cứu nó mới được các bạn ơi. Mặc dù cái thử thách này có khá nhiều khó khăn nhưng mà biết sao giờ. Đây các bạn, mình nhưng mà mình nghĩ là mình đóng giả công an rất là giỏi, mình sẽ giả bộ vô mình đó, mình diễn là mình kiểu mình kiểm tra đột xuất các bạn à, cái đầu mình phát hiện thằng anh Pha thì mình giải cứu nó. Mình nghĩ nếu mà với cái thân phận công an này vô mà còn là điệp viên FBI nữa thì tụi nó không dám làm gì đâu bạn, tụi nó không dám ho hé gì đâu. Mình nghĩ là ví dụ này khá là ổn, vừa có tiền trả tiền nhà vừa có thể cứu anh Pha đó anh em ơi. À, tốc độ mình đang chạy rất nhanh. Ôi con quay này chạy mình cũng bén phát anh em nhờ. Có hú luôn nha các bạn, có hú luôn nha các bạn, có hú luôn nha, lợi ích nha. Đấy, nhưng mà cũng khá là hồi hộp các bạn. Cái dưới cái tác phong của tụi nó, có thể chôn mình luôn á. Tụi nó khá là mạnh đấy. Mà dù sao thì tập hôm nay rất là căng thẳng anh em ơi. Không biết nói gì hơn với các bạn nữa. Ví dụ này có thể là sống chết rất là khó lường anh em ạ. À. À, nếu để gì để nói với các bạn thì các bạn nhớ like cho mình một like để mình có động lực đi anh em ơi. À, động lực để mình chiến đấu vì người bạn của mình, nhớ like nha các bạn ơi. Các bạn kêu giải cứu rất là nhiều luôn. À, sắp tới các bạn ơi. Đây là con đường tử thần nè các bạn. Sale. Thời gian thấm thoát chạy thôi đưa. Mặc dù chảy qua rất là nhiều khó khăn nữa các bạn, nhưng mà mình phải đi giải cứu rồi anh em ơi. Sắp tới đây thì cái tôi muốn vòng lại của anh em. Tôi muốn vòng lại ở ngôi nhà của tôi, ở mình cũng được các bạn. Tự nhiên mình thấy ở mình cũng bổ anh em ơi. Nó cũng báo mà các bạn, mình nghĩ nó kiểu gì nó cũng thoát được mà anh em. Mà tới bữa nay vẫn chưa có tung tích của nó được các bạn. Mình tưởng nó trốn luôn rồi, nhưng mà giờ không tìm được tung tích. Chắc chắn người bắt rồi các bạn ơi. Đấy, giờ tới đây thì không còn hoành đầu loại được đâu các bạn. Nhưng mà vẫn còn hoành được nè các bạn. Ở đây có cái dòng xe để hoành lại nè, dòng ga nè các bạn.
Mình cảm giác chạy về cảm giác nó khỏe hơn anh em ơi. Về mình ngủ nghỉ ngơi mấy giấc rồi mình tắm rửa sạch sẽ hay sáng lấy thắt đi dạo phố luôn em ơi, đúng không? Đi ba bụng với mấy em gái đồ. Thôi bạn bạn chắc mình nghĩ lại đi, giỡn chứ mình phải giải cứu nó chứ vậy, giải cứu nha anh em. Chứ giờ tội nghiệp đó bạn, mình ăn sung mặc sướng bằng bạn mình nó bị vậy mình cũng đâu có vui đâu anh em. Dầm vô nè, có cái gốc nè. Ê nhưng mà đây có cái vòng xoáy bạn ơi, quyết định mình vòng lại một cái nữa để mình suy nghĩ kỹ hơn. Mình thấy ủng hộ lắm bạn ơi, mặc dù mình đã giải trên cảnh sát nhưng mà những mấy này nó máu lắm, mình đi một mình á tụi nó nghi ngờ mình thì sao ta, cũng không có giấy tờ gì chứng minh ngoài cái miệng của mình thôi với bộ đồ này với cái áo này thôi chứ mình không có chứng minh, không có còng tay nữa. Thôi mình quyết định là mình về các bạn ơi, về đi các bạn ơi, thằng ai để lo chứ thời buổi này anh em lo cho nhau gì nữa bạn, anh em tình nghĩa xa là anh em ơi. Má để tôi suy nghĩ một xíu anh em ơi, có nên ông ta bây giờ có nên ông ta, người anh em cùng đi với nhau khó khăn mình luôn ở bên. Tự nhiên nghe bài này cái mình cũng đang tính quay đầu nhưng mà nghe nhạc báo nổi lên các bạn à, các bạn đang tính bỏ chạy nhưng mà khi mà nghe được bài nhạc báo rồi cắt lên thì mình đã quyết định quay trở lại. Các bạn thấy có hợp lý không? Người anh em chi kỷ với nhau khó khăn mình luôn bước qua, người anh em mình khác mà mình thấy vẫn thấy sợ anh em ơi. Mặc dù đã hát bài nhạc báo lên nhưng mà tôi vẫn thấy còn hơi sợ, sợ nhẹ một vấn đề gì đó mình cũng không biết nữa. Về sau Nam sao trời, bây giờ mà trời mà nắng lên được 12 giờ chưa đấy bạn, bây giờ mình thử không trời nè, trời mà nắng lên 12 giờ chưa đi bạn, mặt trời mà tự nhiên nó thay đổi được đi thì mình sẽ quyết định mình vô cứu nó bạn. Rồi thấy không bạn, mặt trời nó không trả lời mình, đó là không thể nào mà có thể cứu được nó đâu bạn ơi. Số phận của anh Pha sẽ bị chôn ở trong đây các bạn, tới cả ông trời còn không giúp nó đó bạn. Mình sẽ Why? dạ. Má nó coi thường công an khí trời. Thôi mình quyết định mình quay đầu đó bạn ơi, mình quyết định quay đầu rồi, công an mà nó coi thường cỡ đó bạn thì má mình vô giọng trách nhiệm quá bạn ơi. Công an nó không coi ra trong cà gàm gì hết, nó đi nó còn quê một cái nữa, đậu xanh đẹp trai chứ mẹ, đẹp trai thiệt chứ. Được rồi, mặt trời đã đổi hướng rồi bạn, đây là mình tự thay đổi ý trời luôn, mình sẽ đi giải cứu đó bạn ơi. Khó khăn cùng nhau vượt qua, tài lộc quá lớn anh mang trong cuộc đời. Đâu sếp? Thú gì sếp? Đi đâu sếp? Đi đâu sếp? Chúng tôi đang nhận được tin báo là kiểm tra khu vực này à. Hai anh chủ nhà đây hả? Mời tôi vô nhà, Đúng rồi. vô nhà tôi Đúng kiểm rồi, tra đúng một rồi. xíu, nói chuyện xíu À, trời. tôi đi tôi công có chuyện làm gì ơi. đâu. Không có Tôi công đi chuyện công gì hết chuyện á. thôi. Bà Giờ ngoài đi sao đi đi anh đi có em làm ơi, gì đi đâu. đi 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 đi. À, chứng tỏ nó cũng ghén các bạn nha. Để mình giả bộ hú nó một xíu rồi. Chứng tỏ nó cũng ghén anh em ơi. Chứng tỏ nó cũng ghét các bạn. Dừng lại đi, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. Dừng lại đi, nói chuyện thôi ấy. Mày giỡn không mày? Tính tao kêu đội đặc Mày nhiệm có hiểu tới không? không? Chứng tỏ nó mới sợ anh em ơi. Ê, nhưng mà cơ hội, mày đứng đây đi, mày đứng đây đi. Ôi, quay, đánh sĩ quan là đi tù nặng Mày lắm đứng nha im. mày. Mày đứng im. Đứng, Mày đánh sĩ đứng quan im. là đánh Té đi mẹ. tù nặng lắm nha. Ôi, đánh sĩ quan cấp cao đi tù nặng lắm nha. Mày tính chấp Ơi hai tao hả gì vậy? ơi ơi đánh sĩ quan cấp Chấp cao đi tao cái tù. gì vậy? Ai cơ hội bạn, cơ hội bây giờ mà có hàng nó chạy ra rồi mình vô mình giải cứu nó lẹ đó bạn. Trời ơi té rồi đó, mình liều quá bạn, đây là cơ hội ngày năm có một, không biết nó bị bắt ở đâu nữa. Siêu người anh em lên xe, người anh em lên. Ta 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 ta
Tha đâu mày gai vậy? Quá trời heo. Tao liều mạng cho tao cũng mày luôn á, như trong video. Mày 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 làm FBI không? Mày quản cho má, tao lao vô làm một pha mà hai lại kiếm gặp luôn á. Đâu 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 đâu, tao tưởng đâu mày không tới, tự nhiên mày tới, tao đang rồi, tao tính té ghe luôn rồi, cho tao hết đời luôn rồi, mày tới nên tao còn một bước nữa. Nó làm gì vậy? Nó làm gì mày hả? Nãy sao nó bắt tao quỷ đó vậy? Trời ơi là trời, hay nó đứng solo súng dưới nhà, nó bắt tao đứng chính giữa, nó trúng tao, tao chịu luôn. Quái đạn. Trời ơi, nó ác dữ à. Thử thách tao mà, nó tao mà trúng thì tao đi. Quái đạn đó không? Này nó không còn tình người nữa mày ơi. Mấy này nó hơi ghê quá mày ơi. Mày chỉ thấy chỉ có người anh em tốt của mày mới quay lại cứu mày không? Được. Mày cứu nó dễ dàng như vậy luôn mày. Má không, em, không, không phải. Nhưng mà nãy tao cũng nhanh trí, nãy có hai thằng chủ nhà nó chạy ra ngoài, nó đi gì đó. Tao hù nó ra một đoạn, tao đánh lạc hướng nó, tao quay lại tao cứu mày đó. Chứ thôi cũng khó lắm á, không giỡn đâu. Ha, là mày tới tao còn hết hồn mày. Tao nói cái gì tới đi trời, tưởng lần nào nó tính cho tao đi lẹ thêm xíu vậy. Mày nghe không? Má nãy vậy? Má, bà xe bảo mà tới kìa. Mẹ nè. Sao nó biết được mà nó theo dấu nhanh với ta? Mày bất tỉnh rồi, xỉu hả mày? Anh em. Tao phải hút còi. Tao giờ cái đầu tao giờ sao nãy nó quánh cái bụng cái đầu tao giờ như bị mất trí nhớ vậy mày? Mày mạnh lắm mà. Nó gõ tao bằng cái búa của nó mới chế tạo á, đụ nó tao test cái đầu tao, thấy cái đầu tao như con nhím vậy nè. Má, được rồi, tao sẽ trả mày đi. Mày nghĩ bây giờ chú ngủ ở đâu là an toàn nhất mày? Tụi này quá bá đạo rồi mày ơi. Mày có chỗ nào trốn không? Ê, tao nghĩ. Ê! Má, nó nhanh gì vậy? Nó sẽ đổ sao mày nhanh lắm. Quách tờ heo. Rồi giờ sao mày lên núi ổn vậy? Con này lên núi ké luôn mà. Mày lên núi được mà. Còn những trong những cái xe tao tin tưởng nhất. Top 4 xe tao luôn tin tưởng nhất. Ôi dồi, cớp được này cũng ngọt á. Ê ghê mày. Được, quách tờ heo. Mày chưa được. Được, ông nội tao chứ được. Giỡn mặt cái gì vậy? Nó tới luôn kìa. Nó cũng té à ơi. Sao nó té người mượt vậy hả? Mày lấm xe đi. Lên. Mày lên đi, mày đứng nho hoài. Tao có cái búa nãy không? Tao mới lượm cái búa nãy nó dện tao cái đầu tao nè, thấy cái búa không? Hay. Ê! Hé, tao dện nó được, đầu xanh nó còn dện lên mình nữa. Uống nó. Ê! What the hell gì vậy? Thằng nào vậy? Trời ơi, xe! Rồi giờ sao? Tao bị xe này á. Xe rồi. Tao đang hết. Đi đúng rồi. Mày đâu rồi? Mày chạy đi, nó quánh là mày hay sao rồi? Mày chạy đi. Tao chạy rồi. Mày cứ chạy đi. Tí mày còn phép phần dịch chuyển của tao không? Thằng anh pha nó mình đã đưa cho nó một quả cầu dịch chuyển các bạn. Tí nó phải dịch chuyển của mình nha. Chậm chạy trước cái. Nó kéo rồi. Kéo cha mày chạy dưới không mày? chạy nè, tao đỉnh luôn, tao là chiến đấu luôn nè, chiến đấu luôn anh hùng nè. Bắt cái tình này, tao đỉnh từng thằng luôn. Mày á mày, chiến đấu như người anh hùng nè. Đi thôi bạn. Let's go. Ơi, what the hell? Sao mình bay từ trên trời xuống vậy? Ấy da.
Má bị ảo thật. Cái tên chi á. Má xe mà tướng bên kia luôn rồi. What the hell. Nè, cái chuyện gì vừa xảy ra vậy các bạn? À, tụi nó không thấy mình các bạn, tụi nó không thấy mình. Không thấy mình, tụi nó không thấy mình. Chỗ này được, nó chỉ thấy chiếc xe mình thôi. Mẹ, chỗ này thì chứ. Thì lả đùi chứ. Cái mùi này thấy ta. Chắc không đâu anh em ơi. Chắc không thấy đâu. Không ấy đâu anh em ơi. Không ấy thiệt nữa bạn. Ngồi xuống. Alo, thấy nó không? Thấy nó không? Thấy nó không? Tụi nó đâu rồi? Thấy nó chết liền á, má nó. Má cái thằng chó này đâu rồi? Anh đồ. Ta kìa, ta kìa. Chíp chíp. Má xuống làm điếu thuốc để anh em đi. Chíp chíp. Ta, ta, ta. Má nó cầm cái xe này xong lấy chạy. Ờ, cướp xe đó mình luôn nhờ. Xuống xe đi em, đợi anh em tới tập trung đi em. Xuống xe đi anh em ơi. Đợi anh em đi. Má ăn chó rồi, chạy nhanh thiệt chứ. Gọi rồi. Siêu, siêu. Má chết tôi rồi. Ê, anh ơi, bình tĩnh nè, em giải thích nè. Nghe con mẹ đó. Tao gặp mẹ nhỏ, tụi bay tới số rồi. Tao gặp mẹ nhỏ, tụi bay tới số rồi. Tụi bay tới số rồi. Hai thằng. Ba thằng. À, tao mày nhỏ rồi mày bắn không? 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 Đó, tao mày nhỏ mày tới số rồi. Sao? Gì vậy? Cái gì bắn tới vậy? Có gì thằng nó bắn người chợ đó, mấy người giàu dữ ta. Này em yêu ơi. Ê, mày ơi, đi tao nào. Đi. Đến lúc đi rồi đó, tao nãy giờ tao quằn cho mày chạy đó. Chạy đi. Đi đâu nào. Mày đâu rồi? Nè nè nè. Chó cái chân tao lên nè. Lên. Hai con dây dép nó làm lại con. Ý. Mà cho tao vô mình săn con. Chạy kia quá trời heo gì vậy? Tao vô. Nè, mày không hiểu đâu, rốt tao vô. Này em yêu ơi, á đù. Ây da, trời ơi trời, su quá. Má nổ xe luôn rồi mày ơi. Chở tao. Đi. Á đồ 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 đồ. Go. Đâu, đồng kể đó. Nghe cái cu. Gì ghê mày. Lạ tao mắc, bình tĩnh nha. Đừng giỡn nha. What the hell. Má, chị thanh quấn mày ơi. Vô chạy ra. Go. Mày hả mày? Ây da. Mày chạy gì mày? Ê, chạy đi mày. Tao mới té xe rồi, quất tờ heo rồi chứ. Quất tờ heo rồi chứ, chắc còn cả biển luôn á. Chưa chết đất luôn. Tao đi trước đây. Á, siêu rồi chứ, ngày nó bị vậy hoài ấy trời. Let's go. Boom. Ôi siêu, siêu la la, oh shit bro, má tao đau quá man, tao bị tử, tao hẹo luôn rồi, sao cái dòng di định của tao tự nhiên nó phát sáng luôn, tới rồi má mặt chảy máu luôn anh em ơi, lữ bố quay lại, chiến tụi bay. Má tao chảy máu rồi đó, tao chảy máu tụi bay cũng phải đổ máu. Mẹ mày, tao đổ máu rồi đó. Tao không vui đó. Không vui mày nè. Hai con bậy luôn. Tao chịu tới lông nè. Tao chịu tới lông hồi sinh nè. Xuống đây. Tao võ công cao lắm. Mẹ mày, gạt cho. Mày, hai con bậy luôn. Tao, quá cái kêu nè. Hai con bậy đuổi gì? Đuổi gì vô đây? Mẹ, mình mạnh đâu bạn. Mình ra sức mạnh đi bạn. Hoàng sức mạnh đi bạn. Không còn đâu. Sức mạnh đi bạn. Mày chém dữ luôn rồi. Sức mạnh đi bạn. Tao phải chém tụi mày một cú 300 km về tao quay là chém nè.
bông. À, bông đó, thiết bình tình bạn, bông mà siêu siêu. mày sao à, chịu tới lông thiết kích nữa bạn. Bông thằng này, thằng này lẹ quẹ quẹ luôn rồi. Bông bông mà đó, nó đã bông bông. Quá đã rồi bạn, bông quá chữa tới lông mày chứ, cởi xích hố chiến tụi này nè. Bum mày né, mày né mày sợ hả bạn, sợ hả mày. Lên đá trốn luôn rồi anh em, lên đá trốn luôn hả, sợ hả bạn, sợ rồi, sợ mình rồi bạn. Đó, mình bỏ tới nỗi nó sợ mình luôn rồi anh em ơi. Xuống đây, mình xuống đây. Rồi mày no, mày no, mày no, mày ấy á, bắt được heo, bắt được heo, bắt được heo, mày xong mày rồi, bắt được heo quá, ơi, bắt được heo, chặt, mày giả cảnh sát không mày, giả, tao cảnh sát thiệt, đi, 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 mày đi không, đi. Đi không? Mày ba cần hai người đó. Mày đánh tao nhưng mà mày không thể nào mà hạ gục cái chí của tao đâu. Không ra được mày, không ra được mày, không ra được hả? Không ra được. Này. Tụi tôm. Chung đó. Ba thằng luôn à. Mày, mày muốn chiến với tao vậy? Mày muốn chiến với tao vậy? Tao chèo mày luôn. Mày vô đây. Mày vô đây. Hùng ăn vô, hùng ăn vô. Tao cần hết tụi bay luôn. Bắn súng nè, bắn súng nè. Bắn súng nè. Mày nè. Mày luôn nè. Mày nè, né nè. Né nè. Né nè, né. Né nè. Mẹ nè. Phần này 5 năm rồi ơi. Mày lên xe đi, mày lên xe đi, tao hai cho mày. Let's ngủ nè. Oh shit, oh shit. Mày xong rồi con. Xong, xong. Tao đặt mày tên xong nha. Tao đặt mày tên xong nè. Mày xấu lên xe nè. Tao đặt mày tên xong nè. Mày xấu lên xe nè. Ba, bay luôn á. Ba, bay luôn á. Bạn ơi, mẹ mình chiến đấu với nó cũng mà tụi này nó mạnh quá bạn ơi, nó cũng sức mạnh cũng ngang ngang tài mình ở sao á. Ấy dạ, ngã ngáo dữ vậy, ngã ngáo dữ trời. Đầu hàng đi, đầu hàng đi. Đầu hàng đi. Mày không phải đối thủ của tao đâu. Mày đầu hàng đi, nhóc. Tao nói mày không phải đối thủ của tao đâu. Đầu hàng đi. Thiệt có ai vậy? Thiệt có ai tới vậy? Ở đâu? Mày nó có thiệt không à? What the hell? What the hell? Nó bắn mình luôn kìa. Trời heo. Nghe nè, không không xong rồi, mấy này nó giàu quá anh em ơi, nó có đủ tôi chết. Oh shit. Here we go. Here we go again. Oh no. Oh no. Oh no. 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 Oh no. No. Oh no. Siêu. Ây da. Nó lấy huyết mình các bạn, mai mình có giá trúng đạn thần kỳ của Doraemon Tsubasa. Ấy té rồi nọ nè, bây giờ có một mình ở đây phải chi anh phải sức kỳ nó cứu mình như lúc này ta, mình cứu nó bây giờ nó trốn đâu rồi. No
lính bắn tỉa của tao ngoài thuyền á, mày chạy không nổi đâu. Ê, giờ cứu nó xong rồi nó bỏ mình nó đi luôn rồi anh em ơi. Ây da, mình đâu bị chạy rất là nhiều, mình có rất nhiều vết thương rồi. No, Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa bị uốn. Tsubasa. Đúng rồi, uốn vô đi. Hồi nãy giờ mày chém ai? Nãy giờ mày cười tôi lắm mà, mày cười tôi lắm mà. Có đâu. Mày chém ai? Tsubasa Kawasaki. Honda Suzuki. Go. Ow, shit. Tao bị hư quá nặng rồi. Tsubasa. Mày chém ai? Mày chém ai? Mày no, chém ai? Tsubasa. Chém ai? No. Một đứa chạy ra cất cái thuyền đi, một đứa chạy ra cất cái thuyền đi. No. Hay. Xe lụng lóc mày ơi. Thôi, mày vừa, mày vừa, mày vừa. Ê, thằng lên. Đó lẹ lên rồi. Quay nè. Mày cu. Ê, tao nghĩ là xe hư cái gì. Tao nghĩ là mày có thiệt không? Mày nói dùng miền trốn quá đây mày ơi. Trốn cái đảo đỡ đi mày ơi, tụi này nó ấy lắm. Có thiệt không? Để có, mày chạy đi, Đây, để tao chạy. Chạy vô chỗ. Đi, lên. Lỡ lẹ lên. Mày giỡn qua mày. Lên lẹ. Tới kìa. Xe bị cái mèo vậy. Tao nghĩ là phải trốn ở chỗ nào ngoài đảo đỡ đi. Bây giờ mày phóng ra ngoài kia cái này là có hiện luôn á. Phóng ra biển luôn. Có luôn. Đâu? Đi. Mẹ hay mày ơi. Rồi khỏi đây ơi. Sao? À, tao này gọi kiếm một hòn đảo nào tao mày phải trốn đỡ mới được. Chứ tao nói chi xác cái này là thua luôn á. Dài đạn hoàng tao mày chích trôi luôn nha mày. Xui lắm nha. Tao chọi cái này để mà làm giả đường đi của tao mày luôn. Đúng không? Đó. À. Trời ơi nó không biết tao mẹ đâu á. Dạ, có hòn đảo phía trước à, mày ghé hòn đảo đó ở tạm được không? Mày đâu rồi? Alo, mày chọi cái què hoài vậy? Tao chọi khói để cho tụi nó không biết cái hướng tao mày di chuyển. Nành ý. Có hòn đảo phía trước à, mày thấy ở được không? Nè mày có gì mày chạy lên tao chỉnh lên cái cho hính thôi, cho hính tao bị cái quần que gì vậy? Cho hính như vậy. Ừ, cho hính tao bị quần que vậy mày chạy lại nha. Rồi, chạy lại. Lẹ. Rồi, ở ghế đó lên. Ê, hình như nó đi máy bay nó kiếm luôn kìa mày. Holy shit. Má nó bắn nổ ở đây chắc mày chết trôi luôn thiệt luôn mày ơi. Mày thấy máy bay nó kìa. Đùi chứ. Ôi, nó bắn kìa mày ơi. Hình như nó thấy mày rồi. Ở đâu nó bắn kìa. Holy shit. Thì thôi nhé luôn. No. Giờ sao mày? Ổn gì vậy sao? Gia vị nhà chứ giờ sao? Bắn tiếp bây giờ. The hell. Yeah, so. Vậy sao mày? Giờ tao mày chắc kiếm đảo nè, má rồi giờ nó dí heo thôi nhé rồi, mới bay nữa đẹp trai vậy. Đẹp trai thiệt luôn á. Bây giờ tao có Ubit, giờ mày tin tao lấy tao bắn nó được không? Nhưng bắn mà đang hiện chạy mà sao bắn? Đâu mày giờ mày nhán bắn có chưa bắn nó thôi, tao chậm lại cho bắn nha. Tao phải bước ra cái được. Rồi, bước ra đi, tao chạy chậm thôi. Cái quần què vậy? Má. Nhanh chặt đi lỡ lắm nha, có nước là té ghê luôn á. Mày đây, đứng yên đi. Lẹ lên. Ôi! Má, nó té ghe luôn rồi nè. Ủa sao nó bắn được vậy? Đâu có máy bay nó súng hả? Lên mày. Ê. Tao nhiều hiện lắm. Anh đâu có gì ngoài đồ chơi cho mấy thằng cu. No. What the hell? Mày cứu tao được không? Sao rồi? Nè, đây tao cứu mày. Mày cứu tao đi. Cùng của tao rồi đó. Ok, tao bật cuối cùng luôn. Đẹp trai vậy, tao lọt xuống hiện à. Cái hiện này không có đứng được mày ơi. Cái hiền này đẹp trai lắm. Mày chống giả đi.
Ôi, nó tới luôn kìa. Không được đâu, chạy không được đâu. Để chiếc hiền khác lại lên. Lấy chiếc hiền ra cho lên. Từ từ từ, mày nổ rồi. Nó nổ rồi. Đẹp trai vậy á. Tao đẩy hiền được nè. Tao bơi, tao đẩy hiền nè. Nè nè nè, mày chạy đi. Đẹp trai chứ, tao đang bị nước lũ cuốn trôi. Tao đang bơi lại mày nè, cố gắng chiến đấu đi. Á, dàn chiến cuối cùng của tao với mày quá vậy. Tao bị mày đúng rồi. Cuối cùng mua đó. Mày gán đi. Ê, tao bấm lộ, tao lặn xuống nè. Mày đâu rồi, mày lẽ có đậu xanh mày đẹp trai vậy. Đi. Mày gán chạy đi, Thôi vậy em chậm đấy, cho gắn đấy nè. Rồi, mày gán đi. Chết rồi đó, coi chừng mày gặp Megalodon nha. Ê! Cái hoạch đờ heo vậy á. Lên được không? Được. Má nó sao mà cứ chạy hoài đậu xanh thằng quỷ nhỏ này chạy. Tiền nó đang tới kìa. Con mép đi. Rồi. Nhanh lên. Má sao nó cứ hợp tao bị hợp với mày nữa hả? Nhanh lên, tụi nó tới kìa. Đây. Giao khỏi đường biển này là vượt biên rồi đó. Là mình bị mất phép ở ngoài đây đó. Tao mày sẽ không còn Godbot nữa đó. Mày coi Godbot mày còn không? Godbot của tao bị tắt rồi kìa. Ra đây là bộ giáp mình hết hiệu lực rồi đó. Tao mày phải liều mạng chạy thôi. Nghe tao lại cái này là nó bắn được không? Mẹ anh xui mày nói cho mày không giờ tao nghĩ tao mày chắc đi kiếm cái núi cái hòn mà vô tao mình tập ơi, gì vậy tao chị mày ơi quýt gì dạ quýt gọi yên cho tao đi ông được gọi đậu xanh á. Oh shit, tại sao mày chìm vậy? Mày cái lên đòn kéo cái gì vậy? Tại sao bây giờ sao trời mấy út khởi tới nữa nè. Bây giờ tao rồi đã thật sự kết thúc rồi. Mày nghĩ còn cơ hội là thắng chiến đấu nữa không? Tao mày đang bị chìm xuống đại dương Titanic luôn rồi. Mày có chiếc khiền nào mày xuống dưới mày kiếm chiếc khiền mày ở luôn đi. So, oh no, phải không báo quốc tế chứ các bạn là Sergei Fivai đến hôm nay mình với anh Pha đã thất bại rồi các bạn ơi. Không có gì để nói nữa. Mình với anh Pha đã thất bại vì một mà lần nghịch dại anh em ơi. Mình đã đụng vô ổ ông rồi. Stop a go rồi đó. No, mình đã chìm xuống gần xuống đáy biển rồi. No, không báo anh em là tập này là tập cuối của Sergei. Gá tanh ấm phờ. Phờ vậy mày. Phờ ghi phờ. No, tạm biệt nhân vật lãng khách tím. Tạm biệt nhân vật gì nữa? Alpha. Còn hai thằng bạn chí cốt của mình nữa. Hai nó tao nghĩ chắc hai nó cũng không tồn tại nữa rồi, mấy cái băng này mạnh lắm mày ơi. Thằng Joker tao nghĩ là nó bị thử rồi đó, nên Joker cũng liệm luôn rồi. Còn Ngộ Không mày nghĩ Ngộ Không còn sống không? Còn mà còn cái nịch á. Vậy chứng tỏ là bốn nhân vật quý vai đã đi vào quên lãng và kết thúc thật rồi. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Đúng, tao buồn quá rồi ơi, tao buồn nữa. Tao không thể nào cái ào hồi sinh được tại vì giao qua đây là hết phép rồi. Cuộc hành trình của tao mày đến đây thôi hả? Tới đây rồi. Nhưng mà có thể mình sẽ hồi sinh vào một cái sơ ghi nào khác, mày có nghĩ như vậy không? Mấy các bạn hãy đón chờ sơ ghi mới đi chứ hành tinh này anh em mình không có tồn tại được rồi các bạn ơi. Đúng. Hãy chờ các bạn đón chờ series mới của anh em mình. Mặc dù phải chia tay series 5 nhưng mà nó là một kết thúc cho một khởi đầu mới anh em ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở series mới nhất của team Hành Trung Gaming nha mọi người. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.